Xin giới thiệu với anh chị, đây là chiếc lọc dầu của Hòa Thành. Đây là bình lọc dầu đôi, lọc dầu bằng áp suất khí nén. Đó, đây là vải lọc bằng làm bằng chất liệu poly, rất là bền và lọc dầu rất là trong. Đó. Đây là hướng dẫn sử dụng kèm tài liệu. Đây là kết cấu bên trong thì bình lọc dầu này nó có đường kính là 60 cm. Có thể chứa được trên 20 lít dầu cho mỗi lần lọc. Đây là đồng hồ đo áp suất của hai bộ lọc. Đây là bộ phận để thoát dầu. Cái điều máy lọc đôi này thì phù hợp cho các anh chị làm sản lượng lớn, và các nhất là các cái gia đình làm cơ sở ép thuê có thể non chuyển được sang hai bình sang nhau, là rất là khách hàng không phải chờ lâu. Máy được thiết kế rất là chắc chắn. Đây chị có thể nhờ thấy là bộ phận các cái bộ phận cơ khí được làm rất là tốt. Màu xanh rất đẹp. Thì kích thước máy thì một chiều khoảng tầm 60 cm, còn một chiều còn lại khoảng tầm 1,6 m và cao khoảng 90 phân. Thì cái này là rất là phù hợp cho các anh chị có thể là sử dụng kết hợp với dòng dòng máy từ khoảng tầm 60 kg trở lên, là anh chị có thể phù hợp sử dụng cái loại này. Thì nhu cầu anh chị ép thuê hoặc ép kinh doanh thì có thể sử dụng cái này cho nó phù hợp với này cái việc sản xuất và cái mức độ đầu tư của anh chị. Đó. Xin cảm ơn anh chị.